Hai mọi người, lại là tôi đây. Trưa nay chúng ta sẽ ăn món thịt nạc xào nấm mọi người, với canh bí đao nấu với thịt nạc mọi người. Ăn kèm có bắp cải dưa leo với hành lá mọi người, với đu đủ mắm mọi người, nước chấm có nước mắm mặn mọi người, mắm chanh tỏi ớt, với thịt bằm dầu cà gió mọi người. Tráng miệng có trái sori mọi người, với chuối mọi người, chuối lá xin, chuối xí chín mọi người. Nó uống có trà đá mọi người, trà cỏ mắm. Đây mọi người, thịt này xào nấm mọi người, này nấm bầu ngư, nấm sò vậy mọi người. Không biết phải nha mọi người. Này canh bí đao mọi người, canh bí đao nấu thịt nạc nha. Nấm hải sản mọi người. Bắp cải, dưa leo với hành lá mọi người, dưa đậu dòng mọi người. Cơm mọi người. Nải chuối mọi người, chuối lá xiêm, chuối xí chín mọi người. Này mắm đu đủ mọi người, đu đủ mắm mọi người. Này thịt bằm mọi người, thịt bằm dồn cà gió mọi người, cùng dư mọi người. Nước mắm màng, mắm chanh tỏi ớt. Ly trà đá mọi người, trà cỏ máu mọi người. Trái sơ ri mọi người, chín đỏ mọi người. Xanh xanh đây, chín đỏ mọi người. Chiên không mọi người, chiên không bằng xương. Muỗng mọi người. Đũa mọi người. Nấu cho nó mát mát mọi người. Mời mọi người ăn cơm. Cơm mọi người. Cơm thôi. Này nấm mọi người. Nấm mọi người. Đúng dai mọi người. Dai dai giòn giòn. Ăn như thịt gà mọi người. Nạc này nó có mau mỡ luôn rồi, ăn nó mềm. Nạc này ăn được luôn rồi. Mấy loại nạc kia ăn dao luôn rồi. Năm đúng ngon rồi. Thơm tiêu mọi người, tiêu hành lá. Thịt nạc mà mềm mềm mà ngon rồi, còn nó dai quá ăn cũng được mọi người, ăn tới nổi mọi người, nhưng mà dai quá ăn nó không mấy, nó mềm mềm mà ngon. Bây giờ ăn với cũng quen mà thịt nạc nó vậy mà.
thịt bằm dầu cà gió ngon. Đâu ngoài anh ta có bán thịt xay á, bỏ có máy người ta xay sẵn á, còn đây tôi mua về bằm ra mà. Tôi cũng mắm à, có mấy con mắm sống rồi nhịn không gian mày lắm rồi đó, giờ chưa ăn thêm có trộn để không bùng ngọt như nặng chanh nó kia vô mà ớt gì vậy tỏi ớt gì vậy chắc ăn được nhưng mà đó giờ chưa ăn mà nhịn nó không gian mày lắm, cũng thích mắm luôn rồi, mấy lò mắm thì kiểu như đặc sản luôn rồi, nhưng mà đó giờ cũng chưa ăn mắm thấm bao giờ. Đưa đồ đúng giờ mà. Mắm là đồ mắm ăn giờ ăn giường nó mặn mặn ngọt ngọt cơ lạnh mà ăn vậy là chân ngọt mà đó, nhà ăn được đúng mắm là thần ngọt không mà thần mặn mà đừng ngâm trong luôn mắm á, đừng có mắm á nó đỏ ao mà ăn nó bằng chắc mà giờ phải sắc ra trộn đừng chữa tỏi ngọt mà giấm vô mà bớt mặn mà. Là hồi đó ăn lỡ đó mà chơi lò làm sẵn như vậy ăn là chơi ngọt mà không bị ngọt là ăn sau này mà. Sau này mới ăn đu đổ mà ngâm trong cái hũ mắm nó đỏ ao mà nhìn nó đẹp lắm mọi người, nó trong suốt á, màu hổ cách lắm kiểu vậy mà. Nhưng mà nó mặn chát á, cần gì ăn có gì chua nhẹ không mà do để cái dột có ngoài dột có bí đao tại nó nóng nó có da gì chua mà. Giống như đặc trưng nhưng mà này nó chín luôn rồi, nhân giờ có gì chua rồi, nó chấm mấy muối nữa ăn thôi, ăn gì cũng được.
Thường thì ăn cơm lúc nào cũng vậy, 11 mấy ăn, 11 giờ ăn thì nó hơi sớm, 11 mấy ăn. Thường 11 giờ mấy em sầu gần hồi cũng tầm 11 giờ ăn là giờ. Xong này kia dọn dẹp mình đã quay hồi tới 12 giờ. Cô nghỉ thì nghỉ trưa nghỉ nha. Công lên cái mà. Ngon mọi người, thật ra tình này xào nấm nè mọi người, trời này xào nấm á, ngon mọi người, nó ngon, nấm này nó dai mà, dai nhỏ, ngon, thật. Như lại thịt nạc này nó loại này nó mềm hơn sao mọi người, ăn ngon mọi người, thích mọi người. Nói chung thịt nạc thì rồi loại mềm ăn ngon hơn, chấm cái đó mọi người, còn dai quá thì ăn cũng được mọi người. Còn canh bí đao thì ngon mọi người, nấu cái gì nó vậy mọi người, đu mắm thì dễ ăn mọi người, tại giống như quen mọi người, nhà ăn mắm quen á, ăn món mắm thì giống như kiểu như sở thích mọi người. Mắm mắm kho, nhất là mắm kho, tô đậu mắm ăn ngon rồi. Chào tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người có một bữa trưa thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người, cơm ngon mọi người.